Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản thắt chặt quy định về phòng chống tác hại của rượu bia. Văn bản được ban hành sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do một cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang gây ra khiến 3 người tử vong. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành giao thông vận tải phải thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghiêm cấm uống rượu bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Đối với ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc, trước khi điều khiển phương tiện, không được uống rượu bia và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành vừa cho biết, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã vượt tiến độ so với kế hoạch được Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề ra. Cụ thể, gói thầu thi công móng cọc nhà ga hành khách của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã hoàn thành tiến độ sớm hơn dự kiến. Đối với gói thầu san nền thoát nước, đến nay, tổng khối lượng đào đắp vượt gần 2,8 triệu mét khối so với kế hoạch, hoàn thành san lấp toàn bộ khu vực lõi nhà ga. Song song với công tác triển khai thi công trên công trường, các công tác thiết kế kỹ thuật của nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay được chủ đầu tư bám sát tiến độ. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga sẽ hoàn thành vào ngày 18 tháng 6 để trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định. Chiều nay tại Hà Nội, Hội nghị Toàn thể Thường niên và Hội thảo Hiệp hội các Trung tâm gìn giữ Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra của chương trình. Hội nghị Toàn thể Thường niên và Hội thảo Hiệp hội các Trung tâm gìn giữ Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 đã tạo ra diễn đàn chia sẻ các bài học kinh nghiệm về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, huấn luyện, triển khai các đội hình, cá nhân làm nhiệm vụ tại phái bộ, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc cũng như thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Thông qua hội nghị, các bên cũng đã thống nhất về việc ưu tiên chiến lược và kế hoạch chung hướng tới mục tiêu thúc đẩy các sáng kiến, cải tiến và các biện pháp nâng cao năng lực nhằm ứng phó với các thách thức hiện nay và nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng. Trước đó, có nhiều ý kiến của doanh nghiệp đề xuất tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, trong tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn giữ nguyên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 tới, với mức điều chỉnh lên bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Bộ cho rằng việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm trên là rất cần thiết, bởi từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên Chính phủ đã duy trì mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng này không còn bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.